Phải không? Dạ. Sao nói gì kỳ vậy? Có lộn. Sao em nói vậy? Sao em nói vậy? Sao em nói vậy? Sao em nói vậy? Mà chị thích giải thích ba nghe coi. Giải thích ba nghe coi. Tại sao con nói vậy? Tại ba hay buồn quá. Hay buồn quá hả? Dạ. Thì không phải là sao? Không phải ba của em. Ba của em hay vui lắm hả? Dạ. Có không? Dạ. Ờ giờ sao ba không buồn nữa? Được không? Dạ dạ. Vậy là hết buồn hả? Dạ. Vậy là ba của em không được buồn nữa hả? Ok, chấp nhận luôn. Ôi trời, ở đâu ra vậy? Ở đâu ra suy nghĩ đó vậy? Hả? Ở đâu ra suy nghĩ đó vậy? Nói tôi nghe coi. Không nói à? Không nói. Thì không, đúng không? Ba của em sao? Ba của em sao nói?